A-la-hán cao thượng. Được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pharaoh đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Pharaoh đó, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng. Được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti bi so Pharaoh A-la-hán. Đức Thế Tôn hiệu A-la-hán, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật, thân vật hậu của Ngài đều được trọn lành. Sam-ma Sam-bu-tho. Đức Thế Tôn hiệu Sam-ma Sam-bu-tho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy dạy. Vicca-charana-sambanno. Đức Thế Tôn hiệu Vicca Charana Sambanno, bởi Ngài toàn đạt ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Sugato. Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt, đại niết bàn. Lokavido. Đức Thế Tôn hiệu Lokavido, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. Purisathammasarathi. Đức Thế Tôn hiệu Purisathammasarathi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Satthadevamanussanam. Đức Thế Tôn hiệu Sattha Đề qua Manusa năng, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt Thô. Đức Thế Tôn hiệu Bụt Thô, bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biệt với. Phá Ra Hoa Tý. Đức Thế Tôn hiệu Phá Ra Hoa, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới, nghĩa là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nát thi mê sa ra năng anh nhân bút thô mê sa ra năng quá răng ê tê na sắc cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quỷ bảo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc định cho con y như lời chân thật này. Xóa qua kha tô phá gá qua ta tham mô, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Tham mô là pháp thanh có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sang đích thí cô là pháp mà chư thành đã thấy chắc biết chắc, bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehibasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô Ma Na Di Cô là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bắc Chết Tăng Quê Đi Tắp Bô Huynh Nhô Hí là pháp mà các hạng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết được thấy từ nơi tâm. Na Ti Mê Sa Ra Năng Anh Nhân Thâm Mô Mê Sa Ra Năng Quá Răng Ê Tê Na Sắc Cha quách chê ná hồ tu mê cha gia măng ra lăng. Chẳng có chi đặng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bảo, nên con phải lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con ý như lời chân thật này. Su bát ti bàn nô pha ra quá tô xa quá cá săn khô. Tăng là các bậc thinh văn đề từ Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp.
Ô chô ba ti bàn nò pha ra quá tô xa quá ca sang khô tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chắn y theo thành Phật. Nhà gia ba ti bàn nò pha ra quá tô xa quá ca sang khô tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sa mi chi ba ti bàn nô pha ga quá tô sa quá ca sang khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Gia đi đằng chất ta ri mu ri sa du ga ni tăng nếu đêm đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng hòa tu đà quần tăng đà đạt đạo cùng hòa tư đà hàm tăng đà đạt đạo cùng hòa a na hàm tăng đà đạt đạo cùng hòa a la hán a tha bu ri sa bút ga la tăng nếu đếm giết thì có tám bậc tăng đà đạt đạo tu đà quần tăng đà đạt hòa tu đà quần tăng đà đạt đạo tư đà hàm tăng đà đạt hòa tư đà hàm tăng đà đạt đạo a na hàm tăng đà đạt quả a na hàm tăng đà đạt đạo a la hán tăng đà đạt quả a la hán ê sa pha ga quá tô sa quá cát sanh khô chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử phật a hù nay vô các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tịnh thị ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Ba hồ nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thí mà họ dành để cho thân quyện cùng bầu bạn ở các nơi nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khí nay vô các ngài đáng thọ lãnh của tính thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh cha ly ca ra ni vô các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Puṇyakkhetaṃ Lokassa các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natthi me saraṇaṃ añjaṃ saṅkho me saraṇaṃ varaṃ ete na sacca vacce na hotu me cayamaṃ galaṃ chẳng có chi đặng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quỷ báo nên con phải lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc định cho con y như lời chân thật này. Quạnh đà mi chê tí văn sắp bằng sắp bát thà nê su ba tích thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thiền bút đà ru bằng sa ca lăng sa đà con xin lành kính làm lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời giải tỏa tường năm điều quán tường phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh ta đi biệt mà ta đi với nghiệp của ta dầu cho tôn sâu tạo ra tự mình theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bê sát ta a quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đô kha hòn tu áp gia bất cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha du kha hòn tu a rô ga hòn tu sam bát tì hi sa mít tràn tu su khi át ta năng
Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Xin tất cả quý vị trong đạo tràng cùng với Metta tác bạch để xin thọ trì quý giới ạ. Ô ca sa ma văn phàn tê vi sung vi sung. Rakhanatha yati sarane nasa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu tí dầm bi ma văn phàn tê quy sung quy sung. Rakhanatha yati sarane nasa ban cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma văn bàn tê quy sung quy sung. Rakhanatha yati sarane na sa bàn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, dạ xin đạo tràng cùng với Metta xin thọ trì quy giới cùng với Đức Phật ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-ra-oa đó ngài. Dạ, chị Mát-ta có ngài Trí Đức đưa tay, chị Mát-ta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, có ngài Trí Đức đưa tay đó chị Mát-ta ơi. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Xin sám hối đạo tràng ha. Hôm nay sử dụng cái nick này để sinh hoạt với quý vị. Chúc tên kinh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng và kính chào quý vị sư, quý cô phụ nữ. Xin chào chị Nhật Quỳnh, chị Meta, chị Hồng Nhật, chị Tưởng Mộng, chị Hèn Hòa, chị Trăng Thu, chị Lê Kim, chị Thi Lâm, chị Christina, chị Kim. Xin được thay mặt chị Tăng truyền tâm quy và ngũ giới để đạo tràng pháp hội. Bụt đã hằng sơ năng gai chứa hòa mê, con em lòng cùng chúng xin quy Phật. Đâm măng sợ năng gai chứa hà mê, con em lòng thần tính xin quy pháp. Sẵn khăn sợ năng gai chứa hà mê, con em lòng thần tính xin quy tăng.
Dự kỳ dòng bì bụt đăng sạc năng gai chá mê con em nông thần kính xin quý Phật năng cúng mùi. Dự kỳ dòng bì đăng măng sạc năng gai chá mê con em nông thần kính xin quý Pháp năng cúng mùi. Dự kỳ dòng bì sang khăn sạc năng gai chá mê con em nông thần kính xin quý Tăng năng cúng mùi. Tạc kỳ dâm bị bụt đăng sạc năng gạch chá hàm bị con em nằm thần kính xin quý Phật mừng thủ ba. Tạc kỳ dâm bị đắc măng sạc năng gạch chá hàm bị con em nằm thần kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tạc kỳ dâm bị sang khăn sạc năng gạch chá hàm bị con em nằm thần kính xin quý Tăng lần thứ ba. Dạ con xin sám hối, con không thấy ngày vào. Dạ bây giờ con xin tọa trì tam quy ạ. Dạ không biết đạo tràng có nghe được trở lại âm thanh của Metta không ạ. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm mạng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì, đu ti dầm bi thăm mạng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thăm mạng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi sang khang saranang gacchami, con đem lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ê sa ra na ka ha đăng pa ri pun năng pháp quy tam bảo tròn đủ thì có bấy nhiêu. A ma phạm tê, dạ xin vâng. Ba na ti ba ta vê ra ma đê sê khao bất đăng sa ma dạ mi. Con xin bao nhiêu điều học là quý chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vê ra ma đê sê khao bất đăng sa ma dạ mi. Con xin bao nhiêu điều học là vì tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mê cha cha ra quê ra mà đi sẽ khao bất năng sâm mạnh giáo mi. Con xin bao nhiêu điều học là vì tránh xa sự tà hạnh. Mụ sa hoa đa quê ra mà đi sẽ khao bất năng sâm mạnh giáo mi. Con xin quan những điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yam ma cha pa ma da tha na quê ra ma đi sĩ khao bất năng sa ma đi nhau mi. Con xin quan những điều học là quý tránh xa sự dịch vui uống rượu và cả chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sít kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân dự điều học là cố y tranh xa sự sát sanh. A di na đa na quê ra ma ni sít kha ba đăng sa di ya mi. Con xin vân dự điều học là cố y tranh xa sự trộm cắp. Ca mê số mít cha cha ra quê ra ma ni sít kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mụ sa quá đa quê ra ma ni xích ca ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.
Sura me raya macha ba ma da ta na Vê ra ma ni sít ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất xa. Ma ni ban cha se ka ba da ni sa du kang ka tua nga pa ma de na ne cha ka lang sa ma ra ki ta bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải nói mình như thành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phàn tê và xin vâng. Sì lê na sô kê tinh yon tị, sì lê na phô kha khâm bạc đai, sì lê na nê phô tinh yon tị ta thâm mai, sì lăng ngũ sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng như dị giới, được giàu sang cũng như dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng như dị giới. Bởi các ấy cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được không sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thủ sa thủ lành thai Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sừng và rút ta mang bút thể vô ca lý tổ đồ sâu bút thổ ca ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thăm mạnh cha đuôi thằng qua rằng thăm mê vô ca li tô đô sô thăm mô ca ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đu quy đốt ta mang sang ghe vô ca li tô đồ sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bào là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm tăng bào, cúi xin tăng bào xa tội lỗi ấy cho con. Thôi tư sắp và mong gà lăng rạc thân tư sắp và đế hoa ta sắp và bụt đá hai lưu phá vê nè sẽ đà số thi phú văn tư tê phú và tư sắp và mong gà lăng rạc thân tư sắp và đế hoa ta sắp và thâm mai nụ phá vê nè sẽ đà số thi phú văn tư tê phú và tư sắp và mong gà lăng rạc thân tư sắp và đế hoa ta sắp và sẵn khá nụ phá vê nè sẽ đà số thi Phật hoàn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thủ lành thai. Akasata cha phum matha de wa na ga ma ti ka un nhân no anu mô đàn tu chi rằng rắc canh tu sa sa năng. Akasata cha phum matha de wa na ga ma ti ka un nhân no anu mô đàn tu chi rằng rắc canh tu no ga ru. Akasata cha phum matha de wa na ga ma ti ka bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạc cành tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga ma ti ca bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạc cành tu ba ni nô. A ca sát tha cha phùm mát tha đê hoa na ga ma ti ca bụn nhân nô anu mô đàn tu chi rằng rạc cành tu nô sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài.
viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cấm mạng kết tắp bằng kỳ ri văn. Ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su gá tăng ca tăng. Dê sát ta sanh nhi nô a ti dê cha sát ta a sanh nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mây hăng. Sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buôn nhà pha lăng ma già dê cha tát tha na cha nam ti đề hoa ganh tòa ni quê đã dùng. Sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nhuần năng phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh nay biệt hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chủng đền hầu mặt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước bảo cũng dường qua thành thực phẩm. Mùi hương thỏa lòng. Ý đàn quá ta mê muôn nhân a sa quát khá già quang hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền quý giới cho đạo tràng chúng con. Con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con tác bạch và xin thọ trì quý giới ạ. Và bây giờ con xin dâng mic cho ngài để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Cho tiên kính lễ chư tôn trên đức tăng trong những Việt Nam mà chúng tôi được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô phụ nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 206. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Ratana Thayasawanda Mi Buddho Mahesi Arhang Tathagato Lokuttamo Loka Dhammako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanei Yakang. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng, tử đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân đương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ vi yá tá sô sá thu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà tá rô phô tá bà nhu bô tháp bà đi bồ tí sân nhá tô văn đà má hành tăng ná rá phô. Cha này giá tần pháp bảo vi nhé anh vàng như là trời sáng vẹt màng vô minh ra tăng lầm đạt chúng sinh đầy dựng phổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý sư thô thú gác ta sa sa quá khô chức tha thú ta mô quá rắc hầm má sức khá khô nình đà bá sang sa bí a na đà khô quá rô quanh đà má hình tăng ná rác khô. Cha này giá cần
Tăng bảo trên vong vật đà, tập môn rõ, đê mà thập phân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai vì. Con xin đến đại tăng hy, đảnh cho công chúng nhớ vì cúng dường. Tana tê chê nà sê kha mê ê tu wa tha năng ta sa vi a nu pa vê nà sa ha sa dê nà sê chà tu tổ xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Hài Nhã. Phần sáng dương ông Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 206 chúng ta đưa lên để cho quý vị thấy rõ ha. Câu đầu tiên: Sa thu đắc sanh mariyanang, sa thu đắc sanh mariyanang, sa thu dasana mariyanang. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ, chữ sa thú là một, dasana mariyanang là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ sa thú chắc quý vị biết rồi ha. Thường thường khi một cái điều gì tốt, điều gì thiện lành chúng ta tán thán thì hay dùng chữ xa thú. Vậy thì chữ xa thú đây là một trạng từ nói lên ý nghĩa tốt lành, thiện tai, tốt lành, thiện tai. Rồi cái từ thứ hai, dasana mariyanang, dasana mariyanang. Cái từ này do hai từ cộng lại, tức là dasana cộng với ariyanang, dasana cộng với ariyanang. Mà khi mà chúng ta thấy dasana đi chung với ariyanang thì chữ M có vô chấm mất đi và nó dính liền với ariyanang, cho nên chúng ta đọc là dasana mariyanang. Chữ dasana do cái từ dasana, đó là một danh từ trung tính akaranta napum sakalinga, và chữ dasana này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quy pháp tỷ e câu chẳng á, cho nên chữ dasana biến thành dasana. Dasana là việc nhìn thấy, dasana là việc nhìn thấy. Rồi chữ ariyana, ariyana do cái từ ariya, do từ ariya, nhưng mà đây được chia theo đối cách số nhiều ha, đối tỷ giá quy pháp tỷ và khu vách trần á, cho nên đặt chữ ariya biến thành ariyanang. Ariyanang là các bậc thánh, các bậc thánh. Vậy thì dasana, dasana mariyanang là nhìn thấy các bậc thánh. Như vậy dasana, dasana ariya năng nhìn thấy ariya, rồi nhìn thấy các bậc thánh. Vậy thì câu đầu tiên này, sa thu dasana ariya năng, sa thu dasana ariya năng, việc nhìn thấy các bậc thánh là tốt lành, việc nhìn thấy các bậc thánh là tốt đẹp.
Rồi bây giờ câu số 2. Sanh ni wa so sa da su kho. Câu số 2. Sanh ni wa so sa da su kho. Sanh ni wa so sa da su kho. Câu số 2, chúng ta có được 3 từ. Sanh ni wa so là 1, sa da là 2, su kho là 3. Vậy thì sanh ni wa so, đây là một danh từ nam tính có tiếp vị ngữ, tiếp đầu ngữ sanh ở phía trước, rồi tiếp đầu ngữ ni ở phía sau. Thì ở đây cái từ wa so wa sa, wa sa là một danh từ nam tính akaranta pumlinga, nhưng mà chữ wa sa này được chia theo chủ cách số ít, bathamang ekavachana vipatti, cho nên wa sa biến thành wa so. Tiếp là ngữ sang có nghĩa là cùng, hoàn toàn, chung với. Và tiếp đầu ngữ ní có nghĩa là xuống. Vậy thì cái chữ qua xa, qua xô có nghĩa là sống, có nghĩa là sống. Sang lý qua xô là việc sống chung, việc cộng trú. Sanh ni wa so là việc cộng trú, việc sống chung. Rồi chữ sa da, chữ sa da ở đây nó cũng là một tràng từ có nghĩa là luôn luôn. Sada là luôn luôn, thường xuyên. Rồi chữ su khô, su khô do cái từ su khá, nhưng mà đây đứng làm chủ cách cho nên nó biến thành su khô. Và tham á ekavachana vipatti, su khô có nghĩa là an lạc. Như vậy thì câu số 2, sang ni wa so sa da su khô, sang ni wa so sa da su khô, sự sống chung với các bậc thánh thì luôn luôn an lạc. Tức là bổ sung cho câu thứ nhất, có chữ Ariya Nằng, sự sống chung với các bậc thánh thì luôn luôn an lạc. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3. Adasa, cái gì đây? Adasa ne na ba la nang. Adasa ne na ba la nang. Adasa ne na ba la nang. Câu số 3, chúng ta có được 2 từ. Adasanena là 1, Balanang là 2. Chữ Adasanena, chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ A ở phía trước. Tiếp đầu ngữ A này có nghĩa là không. Rồi Dasanena do cái từ Dasana. Dasana là một danh từ trung tính akaranta napumsakalinga. Chữ dasana này
được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là tác tỷ giá vị pháp tỷ ê cao quá trình á, cho nên đắc sân ná biến thành đắc sân nê ná. Chữ đắc sân nê ná có nghĩa là việc đã được thấy, việc đã được thấy. Nhưng mà đây có chữ á ở phía trước, adasanena có nghĩa là do việc không thấy, do việc không thấy, adasanena do việc không thấy. Rồi chữ ba la năng, chữ phía sau ha, ba la năng, do cái từ ba la, do từ ba la là kẻ ngu ha, nhưng mà đây ba la năng được chia theo đối cách số nhiều, tức là đối tỷ giá vị pháp tỷ bà hú quá trình á, là những kẻ ngu ha, những kẻ ngu, ba la năng là những kẻ ngu. Như vậy thì câu số 3, do việc không thấy những kẻ ngu, do việc không thấy những kẻ ngu. Rồi bây giờ chúng ta còn câu cuối cùng. Nicchame wasukhi siya, nicchame wasukhi siya, nicchame wasukhi siya. Câu thứ tư chúng ta có được ba từ, nicchame wa là một, sukhi là hai, và siya là ba. Chữ nicchame quá do hai từ đi chung với nhau, tức là nhít nicchăng cộng với e quá, chữ m có dấu chấm biến mất và chúng ta thấy nó biến thành nicchame quá. Nicchăng do cái từ nicchá, chữ nicchá cũng giống như chữ sát đà, chúng ta hay có cái từ anicchăng, anicca, anicca có nghĩa là vô thường, nhưng mà đây nicca là thường xuyên, nó giống như cái từ sát đà luôn luôn, thường xuyên, thường hằng, vĩnh hằng, chữ nicca. Rồi chữ e quá, e quá có nghĩa là cũng vậy, cũng vậy, cũng vậy, thường xuyên ha, nicchame quá cũng vậy, thường xuyên. Rồi sukhi, sukhi, sukhi có nghĩa là sự an lạc, cũng do cái từ sukha, nhưng mà đây sukhi đó là trường hợp chatthi vipatti ekavacana, tức là nó trường hợp của sở hữu cách, nó biến thành sukhi là sự an lạc. Rồi cái từ siya, siya là cái gì đây? Là nên trở thành, nên là trở thành. Như vậy thì câu số 4 này nha, có ý nghĩa
có thể có được sự an lạc thường xuyên. Đại chị Si Già nên là trở thành, cũng có nghĩa là có thể có được sự an lạc thường xuyên. Có thể có được sự an lạc thường xuyên. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 206 cho chúng ta một ý nghĩa tương đối dễ nghe. Việc nhìn thấy các bậc thánh là tốt đẹp, sự sống chung với các bậc thánh thì luôn luôn an lạc. Do việc không nhìn thấy, những kẻ ngu có thể có được sự an lạc thường xuyên. Và bây giờ chúng ta lặp lại ha. Việc nhìn thấy các bậc thánh là tốt lành, sự sống chung với các bậc thánh thì luôn luôn an lạc. Do việc không nhìn thấy những kẻ ngu có thể có được sự an lạc thường xuyên. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ thơ Lục Bát thế này: phúc hay thấy được thánh nhân, vì ta hướng được lạc ân của người. Vui thay sống ở trên đời mà ta chẳng gặp những loài ngu si. Phúc hay thấy được thánh nhân, vì ta hướng được lạc ân của người. Vui thay sống ở trên đời mà ta chẳng gặp những loài ngu si. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn thế này: lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc. Không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc. Không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. Như vậy ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng đã thông qua. Bây giờ đi vào chi tiết ha, để tìm hiểu trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta đối với câu Phật ngôn này được ổn định. Câu đầu tiên: sa thu đát san ma ri ya năng, sa thu đát san ma ri ya năng, sa thu đát san ma ri năng. Vậy thì khi quý vị nghe chúng tôi đọc thì quý vị cũng có một khái niệm tại sao kéo dài, tại sao đọc nhanh. Đó là ý nghĩa mà chúng ta tìm trường âm và đoạn âm trong thời gian này. Trước tiên khẳng định câu số 1, quý vị thấy nó có bao nhiêu âm từ? Câu số 1 có bao nhiêu âm từ? Chị Kim, chị Nhật Quân nói có 9. Chúng ta thử tìm xem có phải hai vị này làm toán cộng đúng hay là sai. Isa là 1, Thu là 2, Das là 3, Sa là 4, Na là 5, Ma là 6, Lý là 7, Gia là 8 và Năng là 9. Âm từ câu đầu tiên có tất cả là 9. Như vậy là quý vị làm toán cộng đúng ha. Cảm ơn xin Nhật Quỳnh, cảm ơn xin Kim. Trong 9 âm từ này thì quý vị nghe chúng tôi đọc có bao nhiêu trường âm? Trong 9 âm từ này thì có bao nhiêu trường âm? Quý vị cứ tham gia với tự nhiên đi, đúng sai không quan trọng, miễn sao trên tinh thần học hỏi ha. Trên tinh thần học hỏi chúng ta trách nhiệm lại chính bản thân của mình, để quý vị biết rằng sai và đúng trên những con số
ở đây chưa có cầm mic ha, không có cầm micro đâu, mà chỉ xác định trên cái những con số mà mình suy tư chính xác hay là sai lầm, để chúng ta học hỏi lẫn nhau ha. Nói rằng câu số 1 có bao nhiêu trường âm, thì sinh nhật Quỳnh Sĩ Kim nói có 4. Còn những vị khác thì sao? Ví dụ Sĩ Quỳnh cũng lâu rồi nè, rồi Sĩ Quỳnh ta cũng vừa rồi để bá tâm bảo thì quy giới à, đọc qua thì rất là chuẩn ha. À, Sĩ Quyền Hòa, Sĩ Tăng Thu nè à, chắc là Trung Thu vừa rồi à. Sĩ Tăng Thu thấy cũng hoan hỷ quá, rồi đến với cái room này với cái niềm hoan hỷ đó mà chưa chịu tham gia ha. À, đạo hữu Kim Lê nè, Sĩ Thi Lâm nè, rồi ai nữa là Sĩ Trinh Na, Sĩ Kim. À, Sĩ Kim có tham gia ha. Rồi Hữu Lucky nè ha. À, quý vị cứ quan hệ mình dạng đi, sai đúng không quan trọng mà chỉ trên tinh thần ha. Bây giờ Sĩ Kim với Sĩ Ngọc Quỳnh nói là có 4 trường âm. Bây giờ trường âm là gì? Chữ xa đọc kéo dài đó là trường âm, chữ dash kéo dài đó là một trường âm, chữ da kéo dài nó là một trường âm, dĩ năng kéo dài nó là trường âm thứ tư. Nà, như vậy là có tất cả 4 trường âm. Nhưng mà đọc nghe cái giọng dài trường âm, nhưng mà cái nhìn vô trong này sao chẳng có giống nhau. Bởi vì trường âm nó có cái loại của trường âm đó là loại gì ha. Ví dụ câu số 1 này quý vị tìm chúng tôi bao nhiêu trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm thông thường? À, bây giờ xin mấy ta tham gia ha. Có 2 trường âm thông thường. Trường âm thông thường ở đây có nghĩa là chữ sa và chữ da. À, tại sao có vô huyền ở trên? À, những cái nguyên âm A, I, U, E, O. À, trừ là chữ E và chữ O thôi, A, I, U à, mà có dấu quyền ở trên thì chúng ta gọi đó là trường âm thông thường. Cho nên chúng ta đọc chữ sa thú, chữ gia năng ha. À, hôm nay quý vị thông cảm ha, trong rung của chúng ta học giỏi quá rồi à, cho nên những cái vị giỏi thì thường vắng mặt, mà những cái vị mà à, đến sau á thì chắc chắn là nhiên vô trong rung à, cũng hơi bỡ ngỡ à, cho nên à, chúng ta sinh hoạt chậm một tí à, tức là nói rõ tại sao là trường âm thông thường. Bởi vì những nguyên âm A, I, U được thêm cái dấu huyền ở trên, cho nên chúng ta đọc là A, I, U. Và ở đây có chữ sa thu, có chữ gia năng. Thì hai chữ sa và chữ gia này đó là 2 trường âm thông thường. Và tiếp tục nữa, tại sao không có dấu ở trên, à, không có dấu huyền ở trên mà chút vẫn kéo dài, đó là trường âm gì? Vậy thì trường âm nhấn ở đây có được bao nhiêu? Alo, Sĩ Kim, Sĩ Nhật Quỳnh nói rằng, à, Sĩ Nhật Tài này chứ, có 1 trường âm nhấn. Và trường âm nhấn đó chúng ta đọc das, à, kéo dài. Tại sao kéo dài? Bởi vì cái nguyên âm A đứng trước 2 phụ âm ghép. A nó đứng trước 2 chữ S. À, cho nên chúng ta đọc là das, à, das kéo dài. Và nếu mà không kéo dài á, thì chúng ta đọc là dasa. Nhưng mà ở đây đọc là dasa năng, dasa na, à, chữ das kéo dài.
Khi chúng ta kéo dài như vậy thì người ta nghe ở chỗ này kéo dài hả, nó là trường âm. Nhưng mà nó là trường âm gì? Đó là trường âm nhẫn. Trường âm nhẫn. Như vậy thì câu này chỉ có một trường âm nhẫn ha, hai trường âm thông thường. Rồi, tìm ra được trường âm nhẫn. Nhưng mà ở đây nó còn trường âm nữa. Thì trường âm đó là trường âm gì? Kính thưa quý vị, trường âm đặc thời dạng nguyên âm ở đây có không? Có bao nhiêu? Wow, có một hả? Diệt mê ta, xích kem, xích nhục quỳnh, nó có một. Và đó là trường âm chúng ta kéo dài, gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ năng, chữ năng, chữ năng, đây là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tại sao? Tại vì một nguyên âm đoạn âm A, Í, U nó đứng trước chữ M có dấu chấm. Chữ M có dấu chấm này ở trong rung của chúng ta mới xuất hiện, và có người đặt tên chữ M có dấu chấm gọi là M có nút ruồi. M có nút ruồi, tức là em có nút ruồi. Thì cái này thì đừng có ngồi nhận đi ra ngoài. Người nào có nốt rồi nó trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ vô mặt người ta, kiểu đó là bị nó quánh cả xịt mũi em có dấu chấm thì người ta có nốt rồi kể người ta. Nhưng mà khi vô rung này thì biết rằng A, I, U đứng trước M có dấu chấm thì gọi nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Nên đừng có thấy người ta có nút rồi trên mặt rồi chỉ mặt trường âm đọc theo giọng nguyên âm đây rồi ha, quanh cho rồi nói tôi sư bậy ha. Rồi, như vậy thì năng đây là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nhỏ quý vị, trong câu số 1 này có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 1 này có bao nhiêu loại trường âm? Xin nhiều quần, xin kim, xin nhiều đàn, nó có 3. Rõ ràng trường âm thông thường là chữ sa, chữ gia là hai trường âm thông thường. Trường âm nhấn thì có chữ das, một ha. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ năng, đó là 3 ha. Như vậy là 3 loại trường âm cùng xuất hiện câu số 1. Bà con ơi, câu số 1 có chỗ nào quý vị thấy chưa hiểu, không đưa tay được thì cứ chát đi. Chúng ta học để làm sao để chúng ta hiểu và đọc được. Đoạn âm là cái gì? Đoạn âm cái ý của sĩ Kim nói rằng câu này có bao nhiêu đoạn âm? Dạ, trường âm thì có 4 rồi. Trường âm có 4 rồi, câu có 9 từ thì đoạn âm có 5. Dễ quá mà. Rồi, câu số 1 có ai thắc mắc? Quý vị mới nè, cứ mạnh dạn lên học rồi hỏi. Hỏi để làm gì? Hỏi để hiểu. Hiểu làm gì nữa? Hiểu để nhớ, hiểu để làm gì? Mà khi chúng ta nhớ rồi chúng ta mới thực hành được. Rồi, cho nên quý vị cần phải hỏi, muốn hiểu, muốn nhớ phải hỏi. Chứ bây giờ quý vị học mà không hỏi là chúng tôi cứ thao thao bất tuyệt, mà cứ nghĩ rằng ô ở đây vị nào cũng giỏi hết. Cũng giống như ngồi trên pháp tòa di xuống đơn thuyết giảng, thấy bà con cứ gục đầu, trời ơi người ta khen mình, trời hay quá, người ta gục đầu, người ta tán thưởng. Ai ngờ khi xong bài pháp, nói sao hôm nay người ta quan hỷ quá vậy? Thì con người Phật tử thân quen nó không muốn gục sư ơi, ăn chưa? Rồi, mến chào sư Dung Nguyễn vừa đến với Pháp hội. Như vậy thì câu số 1
vị nào thắc mắc, nếu mà cầm micro được thì quá tốt, còn không cầm được thì cứ chán lên ha. Rồi, rồi như vậy câu số 1 đọc lại ha. Sa thu das sanamari ya nang, sa thu das sanamari ya nang, sa thu das sanamari ya nang. Xin mời sư Trung Nguyễn, sư Nhật Quỳnh mới chát lên một cái câu đó lòn. Sư Trung Nguyễn lại phân tích hả? Đặt lên chứ, bây giờ vô mà không mời lên là nó khi dễ, chán thiệt. Rồi, đưa bàn tay xinh đẹp lên, cầm cái micro và phân tích câu số 1. Tại sao trường ấm thông thường? Tại sao trường âm ngắn và tại sao đó là trường âm đặc theo giọng nguyên âm ha? Ai mà bàn tay sẽ dùng Nguyễn. Rồi bàn tay thay đưa lên rồi. Xin mời nha, câu số 1. Dạ con đúng định là ân đức Phật, ân giáo pháp, ân đức Như Tâm. Và con kính đến lễ ngài, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin phân tích câu số 1. Con vừa mới vô cái con bị sư kêu rồi. Sa tố đá sáng đá má rì già nằm, sa tố đá sáng ná má rí chữ năng, sa thá đá xá ná má rí gia năng. Dạ con, sa là trường âm thông thường, tố là đoạn âm, đá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, ná là đoạn âm, rí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ như vậy có hai trường âm thông thường, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, một trường âm nhấn, còn lại là đoạn âm ạ. Dạ con phân tích xong rồi, con cũng biết mình sai đúng chỗ nào nữa đó. Con xin ngài sửa cho con ạ. Dạ con xin gửi mất lời cho ngài. Sa tu chứ dùng Nguyễn mới vô chưa kịp thở là mời lên rồi ha. Chào quá làm sao chờ xong xuôi hết rồi vô chắc là khỏe ha. Khi mà phân tích thế này ha, nên cầm micro vừa phân tích vừa thở. Nhưng mà có cái vô mà không mời lên là nó khi dễ, mời lên làm cho nó nóng hổi ha, vừa thở vừa phân tích như vậy ha. Thì với sự phân tích của sư Trung Nguyễn có chỗ kéo dài, có chỗ đọc nhanh, có chỗ dài, có chỗ ngắn, ví dụ như chữ xa, chữ gia là trường âm thông thường ha, chữ đáp là trường âm nhắn ha, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, còn chữ thú, chữ xa, chữ na, chữ ma, chữ ri, đó là những đoạn âm. Đoạn âm tức là chữ không có dấu. Đoạn âm là những chữ mà chúng ta đọc a, ví dụ chữ sa thu, chúng ta cũng từng nghe người ta đọc sa thu, sa thu, sa thu, vâng, u u u u, vẫn được, nhưng mà đừng có đọc là chữ thu ha. Sa thú chứ không nên đọc là sa thu ha. Cho nên ở đây một cái điều mà chúng ta dễ phân biệt, có dấu thì đọc không có dấu, không có dấu thì đọc như là có dấu.
cho nên chữ thu, chữ sa, chữ na, chữ ma, chữ rí, đó là năm đoạn âm. À. Rồi, cảm ơn sư Trung Nguyễn Hà. Bây giờ đến câu số 2. Mến chào sư niệm từ đến với Pháp Phổ. Câu số 2, san ni wa so sa da su kho, san ni wa so sa da su kho, san ni wa so sa da su kho. Câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Có bao nhiêu trường âm thông thường? Câu số 2, san ni wa so sa da su kho, có bao nhiêu trường âm thông thường? Thì kìm nó từ 8 luôn, dữ vậy. Câu có 8 âm từ mà nói tới 8 trường âm luôn. À, như vậy là sư Nhật Quỳnh nó có 4, sư Dung Nguyễn nó có 4, 4 trường âm thông thường. À, bốn trường âm thông thường đó chính là chữ hoa, chữ sô, chữ đa và chữ khô. À, chúng ta tìm ra bốn trường âm thông thường, đó là chữ hoa, chữ sô, chữ đa, chữ khô. Đó là bốn trường âm thông thường. Rồi, câu này bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Sư Dung Nguyễn đã không, sư Trà Kiếm thì cho tới 2 cái hộp dịch lộn luôn. Wow, 2 cái hộp dịch lộn. San Lý Hoa Sô Sát Đà Sư Cô. Câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, chúng ta cứ nhớ rằng chữ M có nút rồi, đọc em có nút rồi, tức là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ M có dấu chấm, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Khi ra ngoài đều gặp người ta, thấy em nào có nút rồi thì bí mật nói đó, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cho nó quánh cho mắng đánh đằng cái là nhớ liền. Chỉ mặt nó, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, em có nút rồi, quánh cho một lần cái là nhớ hoài ha. Rồi con này không có ha, chúng ta thấy có 3 hộp gì rồi ha, phù mỏ luôn hả? Nó đánh không trúng cái mỏ sao phù được, đánh chỗ khác sao phù mỏ. Rồi vậy thì câu này có bao nhiêu trường âm nhấn? Có bao nhiêu trường âm nhấn? San ni wa so sa da su kho, bao nhiêu trường âm nhấn bà con? Con mình xích kem nó có 1 à, còn dưới đâu có ai thấy đâu. Không biết ai xích kem mắt làm sao nhìn thấy có 1 à, còn ở dưới không ai thấy hết. Alo, đây là phù tùm lum ha? Không, ở trường âm nhấn rồi chứ không có, nó đúng thì sao mà phù tùm lum đó, nó đúng thì sao phù nó nữa, mà nó sai kìa, nó có vấn đề. Phải rằng câu này có bao nhiêu trường âm nhấn? Câu số 2, bà con thích mấy ta nè, rồi xích Thi Lâm nè, rồi xích Niệm Từ nè, cô Tu Nữ Tuệ Duyên nè. Trời ơi, hôm nay sao tìm trường âm nhấn tìm không ra, chỉ có ông mình xích Kim tìm ra có 1 à. Cái câu này khó quá bà con. San ni wa so sa da su kho. Như vậy là ai cũng biết, chỉ có mình sẽ kiếm tìm ra thôi. Ủa, có sư niệm từ nữa nè. Trời ơi, đâu phải sư kiếm là câu số 2 này là độc nhất vô nhị đâu, có người thứ hai nữa nè. Rồi bây giờ có
đồng thanh tương ứng hay không, có cùng ý nghĩ với đại xích kim hay không. Mời xích niệm từ câu số 2 phân tích trường âm đoạn âm để cho bà con nghe, chứ ai cũng thấy cái câu này khó này. Chỉ có xích kim và xích niệm từ tham gia ha, đọc cô câu bài ha. Rồi xin mời xích niệm từ phân tích câu số 2 ha. Ai bài đâu rồi? Chứ bây giờ tháo cái cô xuống là bé, chỉ còn mình cô tự nhiên ở đây là chục hay thôi, còn ai cũng từ tốn đưa tay, chỉ có cô tự nhiên là tháo cái cô chục liền ha, chứ không thèm đưa tay. Đây bàn tay xét nghiệm từ đâu rồi? Câu số 2 phân tích sao đây? À, hay là bất chấp cô tự nhiên rồi chụp micro nè, 1 2 3. Rồi, xin niệm từ bỏ chạy rồi, bỏ của chạy đến người, vô lại rồi, nghe rõ không? Alo, rồi, thêm bàn tay xin niệm từ, câu số 2 nha. Dạ, con xin sám hối ngài, con hẹn nghe ngài gọi mà con muốn cầm mic mà máy con không cho cầm. Bây giờ con cầm được rồi, dạ. Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức và con kính đảnh lễ cô tùy duyên và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn sít Trung Nguyễn, cảm ơn sít Nhật Quỳnh, cảm ơn sít Kim và con cảm ơn cô tùy duyên cho con biết âm thanh rõ. Con xin phân tích câu số 2. Sang ni wa so sa da su kho, sang ni wa so sa da su kho. Dạ, sân là trường âm nhấn, ní là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, xô trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, khô là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu này chỉ có hai loại trường âm. Trường âm nhấn có một là sân, trường âm thông thường thì có qua, xô, đa, khô là 4. Dạ, như vậy thì còn 3 đoạn âm: ní, xá, xú. Dạ, như vậy con đã phân tích xong. Con hay bị cái lỗi là khi mà con tóm lại đó thì con hay bị sót. Dạ, vậy con phân tích xong, con có sai xin ngài sửa lại giùm con. Dạ, con xin dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Tha giá. À, sàng thủ xin niệm từ. Phân tích thấy như vậy còn sai chỗ nào nữa ha? Chị Kim tặng một đống hoa, chị Nhật Quỳnh, cô Tu Nữ Tự Duyên ha, bông hoa trời xanh xanh đỏ đỏ, mấy đứa nhỏ nó mừng ha, như vậy là sung sướng quá rồi. Vậy mà Kim Dường nói nếu có sai, khổ quá, chính xác rồi. À, sàng thủ xin ca niệm từ ha. Rồi, như vậy thì câu số 1 và câu số 2 theo sự phân tích chúng ta thấy rằng câu số 1 có 9 âm từ, câu số 2 chỉ có 8 mà thôi ha. Và với hai câu có vẻ so la với nhau ha, không đồng đều nhau. Nhưng mà khi gom lại để giọng đọc của chúng ta được ổn định, chúng ta xin lặp lại: Sa thu đát sa na ma ri ya nang sang ni wa so sa da su kho. Sa thu đát sa na ma ri ya nang sang ni wa so sa da su kho.
Sa thu đa sa na ma ri ya nang san ni wa so sa đà su khổ. Như vậy câu số 1, câu số 2, quý vị có chỗ nào thắc mắc? Hỏi à, thắc mắc phải hỏi. Bởi vì nếu chúng ta không hỏi thì sự nắm bắt hiểu biết thì nó chậm. Thắc mắc là hỏi liền à, học hỏi. Rồi khi đó chúng ta mới hiểu, mới nhớ. Rồi câu 1, 2, có ai thắc mắc không? Tại sao phải đọc kỳ cục vậy? Đọc nghe chẳng thấy êm tai thế nào à, khi mà chúng ta đọc đúng theo trường âm, đoạn âm thì kinh Bali có một cái lực rất là lớn. Còn nếu mà chúng ta đọc trật ra, chính bản thân của chúng ta cũng cảm thấy khó chịu nữa à, bởi vì khi mà chúng quý vị nắm rõ trường âm và đoạn âm ha, quý vị đọc đúng thì cảm thấy rất là hoan hỷ. Mà đọc sai tự nhiên thấy con người có vẻ hụt hẫng, nó thiếu cái gì á, nó kỳ kỳ à. À, thì trong cái vấn đề phân tích để bổ sung cho sự thuận lợi trong vấn đề cái giọng đọc chúng ta được trơn tru, được rõ ràng, được chuẩn. Rồi câu 1, câu 2 xong à. Bây giờ tới câu số 3. Adasanena. Wow, đọc hai câu đọc lối. Sa thu đa sa nam ma ri ya nang tang ni wa so sa da su kho. Bây giờ tới câu số 3 chứ. Adasane na ba la nang. Adasane na ba la nang. Adasane na ba la nang. Câu số 3. Câu số 3 có bao nhiêu âm từ? Alo, câu số 3 có bao nhiêu âm từ? À, chị Kim, chị Nhật Quỳnh, chị Dung Nguyễn, nó có 8. A là 1, Đáp là 2, Xá là 3, Nê là 4, Ná là 5, Ba là 6, La là 7 và Năng là 8. Rồi, trong 8 âm từ này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? À, chị Kim, chị Dung Nguyễn à, nói rằng có 3 loại trường âm. Biết có phải không? Rồi, câu này có 3 loại trường âm mà nói không tin. Bây giờ mời sư phụ Biển ở Túc Ngộ Quy Nhân á, à, sư phụ Nguyễn lên phân tích làm sao cho bà con biết rằng câu số 3 có 3 loại trường âm. Alo, sư phụ phụ Biển à, đâu rồi? Rồi, thấy bàn tay rồi. Nhớ ho, ho kìa, tự có người nhắc nhở nữa. Nhớ ho nha. Dạ, con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ cô Tôn Nữ Tự Duyên và con kính chào đạo tràng. Con cảm ơn cô Kim nha. Dạ, con xin phân tích câu số 3. Adat sane na ba la nang. Adat sane na ba la nang. Adat sane na ba la nang. Á là đoạn âm, đát là trường âm ngắn, xá là đoạn âm, nê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, la là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Thì câu đây có 3 loại trường âm là trường âm nhấn, trường âm thông thường và trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Trường âm nhấn có 1 là đáp, trường âm thông thường là có 3 là nê, ba và la, trường âm đọc theo dạng nguyên âm là năng, và đoạn âm là á và ná. Dạ, con đã phân tích xong thì
nào sai xin sư sửa cho con ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Sa thủ sư phụ biển câu số 3. Có 3 loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ nê, chữ ba, chữ là. Trường âm nhắn là chữ đáp. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ năng. Còn lại là chữ sa, chữ na, là chữ a, là 3 đoạn âm. Chính xác. Như vậy thì quý vị thấy sư kèo cô biển không tham gia chấp lên số 1, số 2, số 3 mà lên cầm micro là phân tích chính xác. Sa thủ xin Nhật Quỳnh, xin Meta, cô tu nữ Tuệ Duyên và xin Kim, nhất là xin Kim người rất là hào phóng tặng quà và tặng cho nhiều quá, tặng ít là không chịu. Xanh đỏ đỏ quá đẹp. Vậy thì câu số 3 có ai thắc mắc gì không? Nhiều khi sư vô biển nói cái giọng ở Quy Nhơn ha, ở Bình Định, quý vị nghe không rõ thì cứ hỏi sư vô biển sẵn sàng giải thích cho quý vị nghe. Alo, có ai thắc mắc câu số 3 không? Không thắc mắc thì tới câu số 4. Câu số 4 là câu cuối cùng. Hít chấm mê quá su khi si dạ. Hít chấm mê quá su khi si dạ. Hít chấm mê quá su khi si dạ. Câu số 4 là câu chấm dứt. Nhắc luôn á. Giờ này nó biết nhắc cái gì luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Như vậy là con nghe rõ không? Con nghe rõ không? Giờ 1, 2, 3, 4 có vấn đề rồi đó. Hay là có người nhắc rồi cái tự nhiên á. Thấy muốn hắt hơi rồi. Nít cha mẹ quá su khi si già. Nít cha mẹ quá su khi si già. Câu số 4. Với câu số 4 này chúng ta tìm hiểu có bao nhiêu trường âm thông thường. Alo, có bao nhiêu trường âm thông thường? Quý vị có thấy câu số 4 này bao nhiêu trường âm thông thường? Con mình sẽ kìm nói có 3 trường âm thông thường. Còn quý vị khác thì không thấy ha. Thế như là cặp mắt của sư kim là cặp mắt khu bỏ, nhìn vô là thấy nha. Còn những người khác không nhìn thấy. Sư Dung Nguyễn cũng nhìn thấy nè. Thật là có 3 trường âm thông thường. Ai đồng ý không? Đồng ý thì chắc lên số 3. Còn không đồng ý thì ngồi chạy xe nước hả? Câu số 4 nít chấm mê quá su kỳ si già. Như vậy sư Dung Nguyễn, sư Kim nó câu 3. Chúng ta tìm coi chữ mê là 1 ha, chữ khi là 2 ha, chữ gia là 3. Đó chính là 3 trường âm thông thường chính xác. Câu số 4 này có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Khó quá ha. Nói trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà thấy im ru quá. Sử dụng nguyện với sư chìm mạnh dạng đưa lên 2 câu hộp dịch ha. Câu số 4 là câu không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Chính xác. Và câu số 4 này có bao nhiêu trường âm nhấn? Alo, có bao nhiêu trường âm nhấn?
Nichame Vasuki Siya. Còn có bao nhiêu trường âm nhắn mà chỉ kèm nó tới 3 luôn, trong khi chỉ chung mẹ nó có 1. Sao kỳ vậy nè, kèm 3 số 1 là 3 trường âm nhắn rồi, trong khi chỉ kèm mẹ nó chỉ có 1 ha. Rồi cái này chắc là không tiếng ngại hơn. Mời cô tu nữ tự nhiên câu số 4 làm sao đây, phân tích à, chắc lên người thì tới 3 người 1 đây không biết nữa. Rồi chụp micro cô tu nữ tự nhiên nha, phân tích câu số 4. Sang khai dạ, con thành kính đảnh lễ Đức Phật Pháp và dạ, con kính tri ân ngài. À, con phân tích câu số 4. Qua đó mất tiêu rồi con không thấy nữa. Alo alo, bây giờ không thấy cái đoạn số 4. Dạ con xin phân tích đoạn số 4. Nít chắc mê quá xuất khi xí già. Nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá xú là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. À, đoạn số 4 này có chữ nít là trường âm nhấn, còn là chữ mê, khi, gia là ba trường âm thông thường, còn là chữ quá xú xí là đoạn âm. Đã phân tích xong. Mà không biết, à, không nghe, không, alo, alo, tại vì cái máy con nó cũng giật giật cho nên là không biết ngài có nghe rõ không ạ. Con đã phân tích xong, à, con xin phân tích lại. Nít là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá xú là đoạn âm, khi là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Dạ, đoạn con đã phân tích xong. Đoạn này chỉ chữ nít là trường âm nhấn, mê, khi, gia là ba trường âm thông thường, còn lại đoạn âm là chá, quá, xú, xí. Dạ, con xin xuống. Nam mô Bụt Thầy, kính lễ đời Đức Phật Hoàng vừa đến với Pháp Hội. Sa tu cô tu nữ tự duyên. Câu số 4 đã phân tích xong. Vậy thì câu số 3 và câu số 4 sau khi phân tích thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Adasane Nabala Nang Nichame Vasuki Siya. Anasane Nabala Nang Nich Chame Vasuti Siya. Adasane Nabala Nang Nich Chame Vasuti Siya. Câu 3, câu 4 chúng ta thấy chỉ 8 âm từ, nó khác với cái câu số 1. Chỉ có câu số 1 là 9 âm từ ha. Câu số 2, câu 3, câu số 4 chỉ có 8 mà thôi. Khi phân biệt như vậy thì chúng ta cảm thấy rằng với giọng kinh thì tương đối dễ, nhưng mà qua giọng trẻ thì câu số 1 hơi khó.
Bởi vì thường thường trẻ thì quý vị thấy 44, nhưng mà đây 54 hay là 45 tùy theo quý vị. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta ôn lại theo dòng kinh ha. Chúng ta xin đọc trước. Sa thu đa sa na ma ri ya năng thằng ni wa so sa đa su po a đa sa ne na ba la năng ni cha me wa su kỳ si ya. Sa thu đa sa na ma ri ya năng thằng ni wa so sa đa su po a đa sa ne na ba la năng ni cha me wa su kỳ si ya. Sa thu đa sa na ma ri ya năng san ni wa so sa đa su phụ a đa sa ne na ba la năng ni cha me wa su kỳ si ya. Quý vị có thể câu Phật câu này chia ra làm hai. Chúng ta đọc một lần hai câu thì tương đối cái giọng đọc của chúng ta bảo toàn và đọc có lực. Ví dụ thay vì đọc một hơi thì quý vị đọc hai hơi. Sa thu đa sa na ma ri ya năng san ni wa so sa đà su khô. Tới chỗ su khô câu số 2 quý vị có thể dừng. Rồi tiếp tục. A đa sa ne na ba la năng ni cha me wa su kỳ si ya. Cho nên lặp lại lần nữa ha. Sa thu đa sa na ma ri na năng san ni wa so sa đa su khô. A sa ne na ba la năng ni cha me wa su kỳ si ya. Như vậy thì với giọng kinh quý vị có thể đọc liền lạc một hơi, hoặc là quý vị dừng lại nơi câu số 2. Làm thay thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Rồi xin mời bàn tay của quý vị chúng ta. Rồi sa thủ Thích Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con không biết phải sư Pháp Quang không, con nghe có người chào. Dạ. Cảm ơn tụi nữ đại diện nghe rõ ha. Dạ. Con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 206. Dạ, con đọc rồi. Sa thú đá sa na ma ri ya năng san ni wa so sa đà su cô. A đá sa nề na ba la năng nít cha mẹ wa su kỳ si ya. Sa thú đát sa na ma ri ya năng san ni wa so sa đà su cô. A đát sa nề na ba la năng nít cha mẹ wa su kỳ si ya. Sa thú đát sa na ma ri ya năng san ni wa so sa đà su cô. A đát sa nề na ba la năng nít cha mẹ wa su kỳ si ya. Sa thú đát sa na ma ri ya năng san ni wa so sa đà su cô. A đát sa nề na ba la năng nít cha mẹ wa su kỳ si ya. Lành thai thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không ấy những người ngu thường thường được ạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin sư sửa. Sư cho ba cái bông chắc không có sai ha. Dạ, con đọc 4 lần để cho nghe cho nó rõ. Con xin nhường máy lại cho người khác à. Thank you.
Dạ con xin sám hối, con không thấy bàn tay của cô tu nữ tại duyên, thành ra con mới đưa lên. Dạ thôi bây giờ cô đã nhường cho con thì con xin trả bài câu pháp cú 206 hôm nay ạ. Dạ trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Đại Đức Pháp Quang và cùng Chư Tôn Đức Tăng. Và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả bài câu pháp cú 206. Sa thú đát sanamariya năng sanisa wa so sa đà su khô adat sa nề na bà la năng nít cha mề wa su khì si già sa thú đát sanamariya năng sanisa so sa đà su khô adat sa nề na bà la năng nít cha mề wa su khì si già sa thú đát sanamariya năng sanni wa so sa đà su khô adat sanne na ba la năng nít cha mẹ wa su khì si già lành thai thấy thánh nhân sống chung thường 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 hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con không thấy bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thôi con cũng xin đọc lại lần. Sa thú đát sanamariya năng sanisa. Con cứ đọc lẹo lưỡi chỗ này. Saniwa so sada su khô adat sane na ba la năng nít cha mề Wasuki Siya. Và con xin đọc một lần nữa. Sa thú đát sanamariya năng saniwa so sada su khô adat sane na ba la năng nít cha mề Wasuki Siya. Dạ thôi con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, sa thú chị Mít Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Ba Giá, Nam Mô Sơn Khai Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Kính lễ Đại Đức Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và con xin đọc bài kinh pháp cú số 206. Sa thủ đá sa nam ma ki ya năng san di wa so sa đà su khô a đá sa đề na ba la năng nít cha mẹ quá xuất khi si già. Tại hôm nay cái giọng con nó bị rè cho nên nó hụt hơn. Sa thủ đá sa nam ma ki ya năng ni wa so sa đa su khô a đá sa nề na ba ni cha mẹ quá xuất khi si già. Sa thủ đá sa nam ma ki ya năng san ni wa so sa đa su khô a đá sa nề na ba la năng ni cha mẹ quá xuất khi si già. Lành thai thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Nhà phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, bây giờ chắc không có. Dạ con xin xuống mất ạ.
Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ. Con kính lãnh lễ sư Trí Đức và dạ, con kính lễ cô Tuệ Duyên và dạ, con kính chào đạo tràng nhà dạ, cảm nhà dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết là âm thanh đỏ và dạ, con xin trả bài câu cuối số 206. Sa tu da sana Maria nang saniwa so sada suko adasane na bala nang nik cha mẹ wasuki siya sadhu dasa namariya nang sang niwaso sada suko adasa ne na bala nang nicha mẹ wasuki siya sadhu dasa namariya nang sang niwaso sada suko adasa ne na bala nang nic cha mẹ qua suốt khi si già. Dạ, con xin đọc bản chư vị của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Lành thai thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sadhu dasana Maria nang sang niwaso sada sukho adasane nabala nang nik chame wasuki siya. Dạ, con đã đọc xong, con có đọc sai thì xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, niệm từ xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Quang, con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa con xin phép được đọc câu pháp cú số 206 ạ. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ, con cảm dạ cảm ơn Sít Dung Nguyễn ạ. Sadhu dasana Maria nang saniwa so sada suho adasane na bala nang nicchame wasuhi siya. Sadhu dasana Maria nang san niwa so sada suho adasane na bala nang nicchame wasuhi siya. Sadhu dasana Maria nang san niwa so sada suho adasane na bala nang nicchame wasuhi siya. Lành thay thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Dạ thưa con, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ sư sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng ạ.
Alo, 123, 123, sẽ im ru vậy nè. Chị Dung Nguyễn, chị Trần Nguyễn nghe rõ ha. Rồi, sĩ Cái Dung Nguyễn là một nè, sĩ Phú Biển là hai nè. Rồi, ở Nha Trang đưa tay lên, thì Bình Định, Quy Nhơn cũng đưa tay liên tiếp chứ. Trời đất ơi, sao vậy? Xin mời nha. Dạ, một lần nữa con xin kính lệnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính lệnh lễ quý sư đang hiện chư Tăng Công Đức trong điện viện trong đàn tràng. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú 206. Sa thú đá xá ná má rí cha năng sang ní qua sô đá xá đa xúc hồ á đá xá nê má ba la năng lít cha mê quá xúc khi xí già. Sa thú đá xá ná má rí cha năng sang ní qua sô sa ni wa so sa da su kho a da sa na ne ma ne ma pa la nang nicca me wa su khi si ya sa thu da sa na ma ri cha nang sa ni wa so sa da su kho á đá xá nê má ba la năng ba la năng nít chá quệ nít chá mê quá xú kỳ xí gia lầm thay thấy thánh nhân sống chung thường hưởng lạc không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ hôm nay con đọc cái nó không có liên lạc được giữa các cái câu trong cái kinh pháp cú. Dạ con xin ngài sửa cho con ạ. Con xin gửi mít lại cho đại tràng.